Xin chào các bạn, chúng ta vẫn hay dùng từ nước Pháp là một đất nước hình lục lăng. Nhưng tại sao lại như vậy? Nước Pháp có thực sự là hình lục lăng, tức là một hình gồm có 6 cạnh hay không? Các cạnh của nước Pháp là những cạnh nào? Và tại sao họ lại duy trì được hình dáng lãnh thổ như vậy? Các nước khác còn có những hình dạng thú vị nào khác hay không? Chào mừng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Trước hết hãy khái quát một chút. Tên gọi của nước Pháp trong tiếng Việt thì bắt nguồn từ tiếng Trung Quốc, được phiên âm Hán Việt, Pháp Lan Tây, và chúng ta gọi tắt là Pháp Quốc, cũng giống như Anh, Đức, Mỹ. Người Việt bỏ chữ quốc ở phía sau, nghĩa là bỏ chữ nước đi và chỉ còn gọi là Pháp mà thôi. Và đôi khi nước Pháp còn được gọi với những cái tên khác, ví dụ như là Pha Lang Sa, Phú Lang Sa hay là Phú Lãng Sa. Đây là cách phiên âm của Frank. Nước Pháp được hình thành và phát triển qua nhiều thời kỳ. Họ hình thành vào cuối thế kỷ thứ 9 và từ thế kỷ thứ 14 đã trở thành một quốc gia thống nhất. Pháp dần trở thành một cường quốc hàng đầu châu Âu, có ảnh hưởng to lớn đến chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa của châu lục này và của cả thế giới. Phần lãnh thổ của nước Pháp ở châu Âu được gọi là Chính quốc Pháp. Chính quốc Pháp có diện tích 551.500 km², lớn nhất trong số các nước thành viên của Liên minh châu Âu, và Chính quốc Pháp có hình lục lăng. Để hiểu lý do vì sao Pháp được gọi là đất nước hình lục lăng, hãy nhìn vào phép so sánh này khi đặt lãnh thổ nước Pháp trọn vẹn trong hình lục lăng. Đó gần như là một sự trùng lặp hoàn hảo. Chiều dài Nam Bắc của lãnh thổ nước Pháp là 1.000 cây số, chiều từ Đông sang Tây cũng gần 1.000 cây số. Sự chênh lệch là không đáng kể. Giờ đây, có lẽ các bạn đã dễ hình dung hơn về hình lục lăng lớn nhất tại Tây Âu này. Vậy bên trong hình lục lăng này, nước Pháp thực sự có gì? Trước hết phải nói rằng các cạnh của hình lục lăng thì Pháp giáp những quốc gia nào? Pháp giáp tổng cộng 8 quốc gia. Andorra là 1, Bỉ là 2, Đức là 3, Italia là 4, Luxembourg là 5, Monaco là 6, Tây Ban Nha là 7 và Thụy Sĩ là 8. Ngoài ra nói cho vui thì Pháp còn giáp thêm một nước nữa, đó chính là nước biển. Do sở hữu vị trí địa lý tương đối thuận lợi nên Pháp có rất là nhiều loại địa hình và cảnh quan thiên nhiên khác nhau. Từ những khu vực dãy núi cao cho đến những đồng bằng phù sa màu mỡ. Đa dạng cảnh quan thiên nhiên và địa hình nên nước Pháp trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu ở trên thế giới. Nhìn chung, địa hình của nước Pháp tương đối cao so với mực nước biển do nó được nâng lên trong các hoạt động kiến tạo địa chất của trái đất. Điểm thấp nhất của nước Pháp là một khu vực đồng bằng sông Rhône, thấp hơn nước biển 2m. Còn đỉnh cao nhất đó là đỉnh núi Mont Blanc với chiều cao là hơn 4.808m. Việc Pháp tiếp giáp với nhiều quốc gia trong khu vực châu Âu cũng như ở nhiều khu vực biển đại dương khiến nước này là một trong những điểm trung chuyển hàng đầu của châu Âu. Từ đó thì nước Pháp có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế, giao thương với các nước khác. Tuy vậy cũng phải khẳng định, có đến 60% các thành phố của nước Pháp có nguy cơ địa chấn, tuy chỉ ở mức trung bình, nhưng cũng là một vấn đề đáng lo ngại với các hoạt động thiên tai ở trong tương lai với lãnh thổ của nước Pháp. Tại sao nước Pháp lại duy trì được hình lục lăng của mình? Chúng ta lại nhìn thêm vào một bản đồ nữa và từ đây thì sẽ hiểu hình lục lăng này rất khó để có thể thay đổi. Các đường biên giới của Pháp được bao bọc vững chắc bởi những chướng ngại về mặt địa lý. Đầu tiên là biển. Biển bao quanh phần đa hình lục lăng này ở phía Tây và phía Tây Bắc. Phía Nam của nước Pháp đó là ranh giới của hình lục lăng với dãy núi Pyrenees, bên kia là Tây Ban Nha. Phía Đông Nam của nước Pháp đó là khối núi Alpes đồ sộ và hùng vĩ nổi tiếng tại châu Âu. Đó là chưa kể hệ thống sông ngòi tương đối rộng lớn của đất nước này cũng tạo thành một hệ thống hàng rào cản trở của tự nhiên. Tất nhiên, vẫn còn đó một phần phía Đông Bắc chưa thực sự kín kẽ. Nhìn chung, hình lục lăng của nước Pháp là một hình dạng được tạo ra bởi những giới hạn về mặt địa lý. Đến đây sẽ có một câu hỏi, mình cũng từng tự đặt câu hỏi và đi tìm câu trả lời. Đó là giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, giải Tour de France, có thực sự là đua theo hình lục lăng này hay không? Giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp là một trong những giải đua xe đạp nổi tiếng và lâu đời nhất trên thế giới. Nó được tổ chức hàng năm từ năm 1903, ngoại trừ khoảng thời gian chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ hai, khi mà người ta mải đánh nhau thì không ai đua xe đạp cả. Giải này có thực sự đi theo hình lục lăng hay không? Thì câu trả lời là không. Đúng ra phải gọi là giải đua xe đạp xuyên nước Pháp chứ không phải là vòng quanh nước Pháp. Bởi vì chúng ta đang nhìn thấy trên bản đồ, đó chính là những chặng đua của Tour de France mùa giải 2023. Các vận động viên sẽ phải vượt qua hơn 20 chặng đua xuyên nước Pháp, đôi khi là đi qua cả những quốc gia lân cận,
với nhiều kiểu địa hình khác nhau qua lộ trình là hơn 3.300 cây số. Và ở chặng đua cuối cùng, họ sẽ về đích tại đại lộ Champs-Élysées ở thủ đô Paris. Nhưng quãng đường hơn 3.300 cây số kia thì cũng không phải là ngắn, và người ta gọi là vòng quanh nước Pháp thì cũng có lý do của nó. Và nói gì thì nói, cái tên vòng quanh nước Pháp cũng giúp cho giải đua này trở nên hấp dẫn hơn, trở nên danh giá hơn, nhận được nhiều sự tò mò hơn. Chứ đua xuyên nước Pháp thì nhiều người chỉ nghĩ rằng xuyên từ Bắc xuống Nam hoặc từ Đông sang Tây thì cũng chỉ trên dưới 1.000 km mà thôi. Trên hành tinh của chúng ta còn những quốc gia nào có hình dáng lãnh thổ đặc biệt hay chưa? Hãy tạm thời bỏ qua những hình dáng lãnh thổ quen thuộc, ví dụ như Sri Lanka là hình giọt nước, hoặc là Chile là hình quả ớt, hoặc Italia là hình chiếc ủng, vì nó đã rất gần gũi rồi. Hãy đến với một số hình dạng rất đặc biệt khác. Chúng ta đang nhìn thấy ở trên hình ảnh đó là đất nước Argentina, quê hương của Lionel Messi. Argentina có hình dáng giống như thần đèn trong câu chuyện Aladdin và cây đèn thần, với cái đầu rất là to và cái mũi cũng rất là dài. Đây là quốc gia có diện tích lớn thứ 8 trên thế giới và lớn nhất trong số những nước nói tiếng Tây Ban Nha, bởi vì họ có tổng diện tích lên đến hơn 2,7 triệu km vuông. Nhưng mà xét về quy mô dân số thì Argentina lại không phải là quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha đông nhất trên thế giới, vẫn còn kém so với chính Tây Ban Nha, so với Colombia, và quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha đông nhất ở trên thế giới này lại là Mexico. Tên gọi Argentina bắt nguồn từ tiếng Latin Argentum, có nghĩa là bạc. Vì Argentina trải dài trên nhiều vĩ độ và chênh lệch độ cao ở các vùng địa lý rất là lớn, nên đất nước này có nhiều kiểu khí hậu khác nhau. Tiếp đó chúng ta đang nhìn thấy hình ảnh bản đồ của đất nước Latvia. Và đất nước Latvia thì trông giống một con chim đại bàng, một con chim hơi buồn. Bởi vì Latvia là một quốc gia có lịch sử lâu đời tại châu Âu. Bộ mặt của con chim này thì cũng nói đúng về lịch sử của đất nước này. Đất nước này đã từng bị đô hộ bởi nhiều quốc gia láng giềng. Đã một giai đoạn rất là dài, Latvia trực thuộc nước Nga Sa Hoàng, rồi lại chịu ảnh hưởng của Liên Xô trước khi Latvia trở thành một quốc gia độc lập. Latvia có tổng diện tích là 64.500 km2, một diện tích tương đối khiêm tốn. Thủ đô và thành phố lớn nhất của Latvia là Riga. Đây là một địa điểm du lịch tương đối nổi tiếng trên thế giới với những công trình lịch sử và văn hóa. Đất nước tiếp theo có hình dáng lãnh thổ cũng rất đặc biệt, đó là quốc gia nổi tiếng tại Bắc Âu, Phần Lan. Nhìn vào hình này thì Phần Lan trông giống như một chú cá sấu vừa mới rời khỏi vỏ trứng vậy. Phần Lan thì phiên âm tiếng Việt thôi và nó bắt nguồn từ tiếng Trung Quốc. Người Trung Quốc thì gọi là Phân Lan, nhưng mà phân là một từ không hay, một từ rất là tế nhị, nên sang tiếng Việt được gọi là Phần Lan. Đây là một trong những quốc gia có cư dân thưa thớt nhất tại châu Âu. Và trong lịch sử thì Phần Lan từng là một phần của Thụy Điển, sau đó thì họ tách ra để có hình dáng lãnh thổ như bây giờ. Phần Lan nổi tiếng trên thế giới vì rất là nhiều điều, vì chất lượng cuộc sống, vì là một quốc gia lúc nào cũng được đánh giá cao trên các bảng xếp hạng mang ý nghĩa tích cực. Và với nhiều bậc phụ huynh tại Việt Nam thì Phần Lan còn là quốc gia nổi tiếng về du học. Thế còn quê hương của Cristiano Ronaldo thì sao, có hình dáng như thế nào? Vâng, Bồ Đào Nha có hình dáng giống như một viên cảnh sát. Bồ Đào Nha là một quốc gia ven biển nằm tại Tây Nam châu Âu, có diện tích là hơn 91.000 km2. Trong lịch sử thì Bồ Đào Nha từng là một đế chế rộng lớn. Và Bồ Đào Nha đã tạo tầm ảnh hưởng của mình xuyên suốt thế giới, đặc biệt là tại Brazil, ở Nam Mỹ. Từng có một đợt di cư đưa khoảng hơn 600.000 người Bồ Đào Nha vào thế kỷ 18 sang Brazil trong cơn sốt vàng. Đây là một trong những cuộc di cư lớn nhất tại châu Âu. Và Brazil cũng là quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha cực kỳ lớn. Giờ hãy chuyển sang châu Á. Một đất nước có hình trông giống như một cô dâu, đó là đất nước Jordan. Một đất nước nhỏ, tài nguyên thiên nhiên thì không có nhiều, và đặc biệt là không có dầu mỏ. Nhưng bạn sẽ rất ngạc nhiên, bởi vì đây là một quốc gia Ả Rập nằm tại Trung Đông. Nhiều người vẫn mặc định rằng các quốc gia Trung Đông rất nhiều dầu mỏ, nhưng Jordan là một ngoại lệ không mang đến niềm vui. Đất nước này phải nhập khẩu lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Diện tích đất canh tác thì lại cực kỳ hạn chế. Thế nên Jordan là một đất nước không phát triển được bằng những quốc gia giàu có với nguồn dầu mỏ khổng lồ ở khu vực Trung Đông. Còn quốc gia có hình trông giống như một chú chim đại bàng này đó là Pakistan. Tên đầy đủ của họ là Cộng hòa Hồi giáo Pakistan, một quốc gia ở Nam Á, gần với Ấn Độ, có những mối xung đột, xung khắc rất lớn với Ấn Độ. Pakistan có diện tích gần 900.000 km2, dân số cũng rất là đông.
Trên các trang mạng xã hội thì những nghệ nhân từ Pakistan tái chế và sửa chữa các món đồ là một hình ảnh rất là đặc trưng của đất nước này. Và cuối cùng, quốc gia có hình trông giống như cây cọ này, đó chính là đất nước hàng xóm của chúng ta, đất nước Lào. Lào là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á mà không giáp biển. Lào còn được biết đến với danh xưng ví dụ như là đất nước vạn tượng và chúng ta dịch tạm ra là đất nước triệu voi. Mặc dù bây giờ thì số lượng voi ở Lào cũng không phải là còn nhiều nữa. Ngoài ra, Lào còn được biết đến ví dụ như là tên gọi của xứ sở hoa Champa vì hoa Champa là loài hoa tiêu biểu của đất nước này. Và nói gì thì nói, những người Lào với người Việt Nam luôn có một tình cảm gắn bó, thân thiết và cực kỳ khăng khít. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Câu chuyện về đất nước hình lục lăng và nhiều đất nước khác có hình dạng còn phức tạp hơn dựa vào trí tưởng tượng của con người. Nếu mà cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.